Xin chào quý bạn, tôi là Nghĩa, phụ trách bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Thăng Long. Và như vậy là cuối cùng thì chúng ta cũng qua cái tháng 7, có thể coi là tháng ngâu đi. Và bây giờ thì chúng ta chuẩn bị 1-2 hôm tới là đã bước ra sang tháng mới rồi. 1 tháng 8 âm lịch cũng là sang cái tháng 9 hoàn toàn mới. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu qua với bạn cập nhật một số cái bảng giá chính sách khuyến mại mới. Sau cái tháng ngâu này thì nó có những cái gì thay đổi. Tôi mời các bạn chúng ta đi lần lượt từng một mẫu xe trong showroom nhé. Đây, đầu tiên là cái dòng xe này. Đây là dòng xe bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam, đó chính là Toyota Vios. Tháng vừa rồi thì Vios đã kết thúc ở con số khoảng 2.700 xe. Và như các bạn đã quan sát thì bên cạnh tôi là mẫu xe Toyota Vios. Và đây là phiên bản E các bạn nhé. Vios hiện tại thì nó có 3 phiên bản này. Trong đó đây là phiên bản E, phiên bản số sàn thấp nhất đó, đang có giá bán khoảng 490 triệu. Tổng cộng tại Việt Nam thì Vios có 3 phiên bản, đó là Toyota Vios E số sàn giá là 490 triệu, Toyota Vios E số tự động giá là 540 triệu và Toyota Vios G số tự động bản cao nhất là 570 triệu. Trong tháng 9 này thì Vios sẽ khuyến mại tổng giá trị rơi vào từ 20 đến 30 triệu tùy phiên bản, màu sắc và thời gian các bạn nhận hàng. Vios này có rất nhiều màu các bạn nhé. Trước mắt chúng ta đây là màu bạc này. Ngoài ra nó còn có thêm màu trắng, màu đỏ. Màu được ưa thích nhất là màu vàng cát này. Và màu đen cũng là màu mà rất nhiều khách hàng ưa thích. Ngoài ra ví dụ các bạn có thích cái sự trẻ trung thì có thể tìm đến cái Vios màu trắng. Thì một lát nữa tôi sẽ cho các bạn xem qua cái Vios màu trắng. Mời các bạn. Ở bên này thì chúng ta đang có một mẫu Toyota Camry này. Camry này là phiên bản 2.0G. Đây là một chiếc xe được nhập Thái hoàn toàn. Và sau cái thời điểm thay đổi cách đây khoảng mấy tháng ấy, thì Toyota đã chuyển hoàn toàn từ cái việc mà lắp ráp trong nước sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Chiếc Camry này hiện tại chỉ có 2 phiên bản. Đứng bên cạnh tôi là Camry 2.0 đang có mức giá là 1.029 triệu. Camry 2.5Q bản cao cấp nhất có giá bán là 1.238 triệu. Các bạn lưu ý là đối với Camry này thì chúng ta có rất nhiều màu sắc. Bên cạnh tôi là chiếc xe màu nâu. Ngoài ra thì chúng ta có thêm màu bạc, màu đỏ, màu đen và đặc biệt chúng ta có một màu trắng ngọc trai. Tuy nhiên là mức giá của màu trắng ngọc trai nó sẽ cao hơn các màu khác khoảng 8 triệu đồng. Về chương trình khuyến mại của mẫu xe Toyota Camry này thì với phiên bản 2.0 chúng ta sẽ được giảm giá rơi vào khoảng 20 đến 25 triệu tùy thời điểm. Và với phiên bản 2.5Q thì rất tiếc khi mà cái việc giảm giá nó chưa thể xảy ra được ở thời điểm hiện tại. Bởi vì cái số lượng xe Camry 2.5Q nó vẫn còn đang rất là nhỏ giọt trên thị trường. Đây chính là mẫu Camry. Sau khi mà tìm hiểu cái mẫu xe Toyota Camry có giá bán gần như là cao nhất của dòng xe sedan của Toyota tại Việt Nam thì chúng ta sẽ có một cái mẫu xe có thể nói là rẻ nhất, đây chính là Toyota Wigo. Phiên bản đứng cạnh tôi là Toyota Wigo số tự động màu đỏ. Và cái mẫu xe Wigo này thì nó hiện tại nó đang có 2 phiên bản. Wigo G số tự động có giá niêm yết là 405 triệu. Wigo E số sàn đang có giá niêm yết là 345 triệu. Về chương trình khuyến mại của mẫu xe Wigo số sàn thì đang dao động trong khoảng 30 đến 35 triệu tùy từng thời điểm. Và Toyota số tự động này đang được khuyến mại rất lớn. Tổng chương trình khuyến mại có thể lên đến 45-50 triệu tùy thời điểm các bạn nhé, tùy thời điểm màu sắc. Wigo này là một chiếc xe hạng A giá rẻ sản xuất và nó phù hợp với rất nhiều cái điều kiện gia đình cũng như là đối tượng khách hàng. Ở mẫu Wigo này chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Các bạn có thể lựa chọn màu đỏ này, màu cam, màu trắng, màu bạc, màu đen.
Đó là những cái màu mà chủ yếu khách hàng tìm đến khi tìm được cái mẫu xe Toyota Wigo này. Ông Súp, sau rất nhiều thời gian vắng bóng trên bảng xếp hạng thì cuối cùng cái Fortuner này nó cũng đã quay trở lại bảng xếp hạng rồi. Và tháng trước nó bán đâu đó khoảng hơn 1.000 xe. Phiên bản đúng cạnh tôi là phiên bản cao cấp nhất các bạn nhé, Toyota Fortuner máy dầu số tự động 2 cầu. Hiện tại thì Fortuner tại Việt Nam có tới 6 phiên bản. Chúng ta sẽ có 3 phiên bản máy dầu này. Máy dầu số sàn 2.4 1 cầu, giá là 1.033.000.000. Fortuner 2.4 số tự động 1 cầu có giá bán là 1.096.000.000. Và Toyota Fortuner số tự động máy dầu 2 cầu có giá bán là 1.354.000.000. Cả 3 mẫu xe máy dầu này đều được lắp ráp tại nhà máy của Toyota Vĩnh Phúc. Đối với 3 phiên bản máy dầu sẽ là lắp ráp trong nước. Trong khi đó chúng ta sẽ còn lại một số phiên bản khác, ví dụ như là máy xăng số tự động 1 cầu hiện tại đang có giá bán là 1.150.000.000 và được nhập khẩu nguyên chiếc. Máy xăng số tự động 2 cầu có giá bán 1.238.000.000 và cũng được nhập khẩu nguyên chiếc. Ngoài phiên bản màu trắng này ra thì chúng ta có thêm một cái phiên bản nữa gọi là phiên bản TRD Sportivo. Đó là một phiên bản máy xăng số tự động 1 cầu và được lắp ráp tại Việt Nam. Tổng số 6 mẫu Fortuner này thì có lẽ là phải kể đến cái việc khuyến mại kinh khủng nhất của dòng xe Fortuner số sàn dành riêng cho những khách hàng mà quan tâm đến việc sử dụng chạy dịch vụ hoặc là kinh doanh vận tải. Ở mẫu Fortuner số sàn thì tôi có thể khẳng định với các bạn luôn là ở thời điểm hiện tại không có bất kỳ mẫu xe nào khuyến mại nhiều như vậy. Mức giá 80-85 triệu dành cho Fortuner máy dầu số sàn khuyến mại là có. Thông tin chi tiết về khuyến mại các phiên bản, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà tôi đính kèm trên video. Chúng ta sang cái mẫu xe tiếp theo đi. Ở đây thì tôi đang đứng cạnh mẫu xe Toyota Innova G. Và đây là phiên bản số tự động, có thể nói là số tự động thấp nhất của dòng Innova. Innova tại Việt Nam thì đang có tới 4 phiên bản các bạn nhé. Thứ nhất chúng ta sẽ có Innova E 2.0 số sàn. Thứ hai là chúng ta sẽ có Innova G, chính là chiếc xe đứng cạnh tôi này. Thứ ba là Innova Ventura phiên bản đặc biệt, và cuối cùng là Innova V phiên bản cao cấp nhất. Ở trong tháng 9 này thì Toyota Innova cũng khuyến mại rất nhiều. Tôi có thể điểm qua về giá bán và khuyến mại như sau này. Innova E giá là 771.000.000, chúng ta sẽ được khuyến mại đâu đó khoảng 40-45 triệu. Innova G thì đang được niêm yết là 847.000.000, đi kèm chương trình khuyến mại khoảng 20.000.000. Innova Ventura bản đặc biệt chúng ta sẽ có giá bán là 878.000.000 và cũng được khuyến mại tương tự như Innova G, tức là khoảng 20-25 triệu. Còn lại phiên bản Innova V cao cấp nhất thì rất tiếc ở trong tháng 9 này hầu hết là nhà máy Toyota sẽ ngừng đặt hàng với cái phiên bản cao cấp nhất, và tạm thời giá bán khuyến mại thì chúng tôi sẽ ngừng lại ở Innova. Thank you.
chúng ta xuống dưới quầy để chuẩn bị giao cho khách hàng, sẽ có những cái mẫu xe mới. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm đến một cái mẫu xe đa dụng, một mẫu xe bán tải, đó chính là Toyota Hilux. Đứng bên cạnh tôi là Hilux phiên bản cao cấp nhất. Đây là bản hai cầu số tự động máy dầu và đang có giá bán là 878 triệu. Ở dưới phiên bản này chúng ta sẽ có một phiên bản số sàn hai cầu và một phiên bản bán rất chạy, đó chính là Hilux E số tự động một cầu có giá bán là 695 triệu. Chương trình khuyến mại của Toyota Hilux ở thời điểm hiện tại trong tháng 9 thì nó rơi vào khoảng 15-20 triệu tùy thời điểm. Chi tiết khuyến mại các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp nhé. Toyota Yaris. Chiếc Toyota Yaris này thì gần như có thể nói là một cái phiên bản anh em ruột luôn của Toyota Vios. Yaris thì sử dụng chung khung gầm, máy móc, hộp số và gần như là tất cả các option. Trong khi đó thì Yaris này nó sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và Toyota Vios thì lại được lắp ráp tại nhà máy Vĩnh Phúc. Giá xe Yaris ở thời điểm hiện tại đang được niêm yết là 650 triệu và giá bán thực tế nó chỉ đâu đó loanh quanh khoảng 610-615 triệu trong tháng 9 này. Các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp nhé.